Em xin chào quý vị và các bạn. Thì tiếp theo đây là em có một vài anh khách đang hẹn lấy mấy cái bếp từ. Thì em cũng phải nói là tranh thủ hết sức vì lượng hàng bây giờ đóng đang còn rất là nhiều. Đó. Mà lượng khách đặt hàng bây giờ cũng rất là nhiều, cho nên em cũng đang phải tranh thủ. Vừa rồi hàng vừa mới về tiếp em lại phải bốc hàng nữa. Vâng, đấy. Đó, cũng khá nhiều việc cho nên là hôm nay thì mấy anh em ở cửa hàng thì cũng toán loạn hết cả lên, khách thì cũng khá là đông. Đó, mà cũng chưa quay được gì nhiều. Đó. Đấy, em vừa mới tranh thủ bốc hàng xong thì em quay lên cho các bác mấy con bếp từ nhá. Đó. Đầu tiên em xin giới thiệu đây là dòng là toàn gọi là dòng bếp tuyển chọn luôn nhá, nhìn trông rất là chất đẹp. Đó. Đây là dòng bếp Yamazen nhá. Đó. Dòng bếp Yamazen. Công suất của nó là 1400W, điện 100V nhá. Đó. Điện 100V. Đó. Bây giờ em sẽ tiến hành test cái bếp này luôn cho các bác, từng bếp này em test luôn nhá. Đấy, cho nó đỡ mất thời gian, không có sợ quên nhá. À, đây quý vị nhìn này, đấy, mặt gương kính bóng loáng đẹp lư luôn. Đó, đây đấy, xung quanh đây. Đó, xung quanh đây nhá. Đó, đẹp lư luôn. Đó, ok em sẽ tiến hành test bếp luôn nhá. Ok em sẽ kết nối dây nhá, kết nối dây nguồn này. Ok. Rồi. Bật nguồn này. Đó. Đó. Rồi. Ok. Đấy, đây là đấy, tăng nhiệt độ đây. Đó. Đấy, nó chỉ có thế thôi nhé quý vị nhé. Đây. Đó. Đó. Tăng nhiệt độ này. Ok, đấy, cái còn nút này đây, tắt này. Đó. Bật này. Tắt này, bật này, đó. Tăng nhiệt độ này. Đó. Đơn giản thế thôi quý vị ạ nhá. Đó. Đấy, quý vị nhớ nhá, cái bếp nào. Đấy, cái bếp nào thì là quý vị nhớ cái bếp đấy nhá. Đấy, không có về sau hỏi em là con này khởi động nhào các thứ ra sao như thế nào đấy thì em không thể nhớ hết được đâu. Đó. Nhìn vào đây, thường thường đây là nút bật, đây là nút tắt đây, nhìn này, đấy cái này này, đó. Ok nhá. Bây giờ em sẽ đây. Đó, khói mù mịt rồi nhá. Đó. Đây, khói mù mịt lan tăn rồi. Đó. Ok nhá, bếp ok rồi nhá. Đó. Rồi, đã sủi. Ừ. Ok nhá. Đấy. Xong em báo giá luôn, không có lại nhiều vì nó sẽ rất mất thời gian. Ok. À. Con Yamazen này nhá. L14D. À. Con này là em bán với giá của nó là 490.000 nhá. Đó. 490.000 à, con này. Không thể có một con bếp từ nào quá rẻ nhà được quý vị đúng không? Đó. 490.000, bình thường những con này trước là toàn 800-850 thôi nhá quý vị nhá. Bây giờ nhà em bán xả kho cho các bác bán dưới cả giá vốn luôn nhá. Đó. À. Quá ok luôn nhá. Đó. À. Quá ok luôn. Đó. Ok nhá. Xong con thứ nhất. Tiếp đến em thứ hai là Yamazen S1300. Đấy, con này công suất 1300W nhé. Con vừa rồi là 1400W, con này là 1300W nhé. Đấy, quý vị nhìn thao tác của em nhé, không sau này lại quên. Ok, bây giờ nhá, mình đã cho vào này. Đầu tiên bật nguồn nhá, nút bật nguồn đây. Đó.
sau đó ấn giữ cái này. Đấy, nó kêu tít một cái thì bắt đầu bấm lên này. Đấy, thì nó ra 180 độ nhá. Ví dụ mình bấm lên nữa là không thấy gì đúng không? Nhưng mình lại bấm bên này này. Đấy, ok. Đấy, chỗ này là tăng nhiệt độ đây. Đấy, quý vị nhớ nhá. Đấy, tắt nguồn này, bật nguồn này. À đây, bật nguồn đây. Xong rồi giữ cái này. Đó. Đấy, xong rồi bấm nút này. Đó. Mỗi con có một thao tác nhé quý vị nhé. Đây. Đó, ok nhé. Đó. Đã nhận từ và đang đun rồi. Đó. Đó. Ok. Nước sủi rồi nhá quý vị nhá. Nước sủi rồi nhá. Em sẽ phải test từng con một này chi tiết vào chứ không thể bán tù mù cho các bác được. Đó. Tất cả này em đều có dây nguồn cho các bác hết nhá. Đều có dây nguồn cho các bác hết nhá. Đó. Đó. Quá ok luôn. Nói chung là em mấy con này toàn hàng em chọn luôn cho các bác nhá. Chọn luôn cho các bác. Con này là em bán với giá của nó là 450 nhá, 450.000. Đó. 450.000 con này. Đó. Ok. Đó. Con dán mã số đi cho nhanh. Đó. Mã số nhá. Con này là mã số 2 đi nhá. Con đầu là mã số 1, con này mã số 2. 450k. Đó. Rồi. Test ngon lành hết cho các bác. Giá quá tốt luôn. Kiếm cả thế giới này không có luôn. Trước toàn bán 800.000, 900.000 con này. Giờ bán quá rẻ. Tiếp đến nhá, con thứ ba là con Balasolic này, PH32 này. Đó. Con này của nó công suất 1.400W này. Đấy. Tất cả đều điện 100V hết nhá. Tiếp tục nào. Đó. Đây. Đấy, nút bấm nguồn đây, ấn lên. Sau đó tăng giảm nhiệt độ đây, thế thôi. Đơn giản. Đấy, quý vị nhớ lưu ý đấy nhá. Còn ok, nước đang sủi rồi. Em phải test cho nó cẩn thận cho quý vị. Mặc dù nó hơi lâu một chút xíu. Ok. Sủi xuống sục rồi nhá. Rồi. Mã số này là mã số 3 nhá. Mã số 3. Panasonic PH32. Con Panasonic PH32 này là 590.000, mã số 3. 590k. Đó. Mã số 4 nhá. Một con Yamaha Zen 014E. Đó. Mặt kính đẹp chưa? Hoa đẹp lòng lành luôn. Con này bị kẹt nút nguồn rồi quý vị nhé. Nút nguồn, ấn nút nguồn này không nhấp nháy được rồi. Đó.
nút nguồn này, không không không, nhưng mà nó đang bị kẹt nút nguồn này. Rồi em chuyển sang con kia đi, con này kẹt nút nguồn để ở sau. Tiếp đến nhá, con số 4 nhá. Con số 4 là cũng là dòng Xiamen F1300W nhá. Con này công suất 1300W này. Đấy. À, nó cũng giống như con kia thôi. À, sự chức năng sử dụng cũng như cái con số 2 đúng không? Con số 2. Đấy. Đấy. Bấm nguồn này. Giữ chặt này. Đấy, tít cái này, xong là ta bấm nút này. Đấy. Xem không được không? Đấy, 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 bấm lên, đấy. Bấm nút này để bật nguồn để bật số này, xong bật lên nhá. Đấy. Thứ tự là như vậy. Ok. Đấy, bắt đầu chuẩn bị sủi rồi đấy. Ok nhá. Đó. Sủi rồi nhá quý vị nhá. Ok rồi. Ok. Tắt này. Mã số 4 nhá. Mã số 4. Con này cũng 450.000. À, con này nó hơi cái ly lông này nó hơi ấy một tí. Em bán con này cho quý vị 420 nhá. 420. Mã số 4 này. Mã số 4. 420k. Quá bèo đúng không ạ? À. Xung quanh nhá. Xung quanh này. Ok. Ok nhá, tiếp đến mã số 5 nhá. Con Toshiba quá xịn luôn. Quá đỉnh. À. Ok, mã số 5. Đây. Đây nhá, mã số 5 đây nhá. Bật nguồn. Đó. Đây là giảm này. Đấy, quý vị nhìn màn hình giảm này, tăng này. Đó. Tắt nguồn này. Đó. Đúng như thế cho em nhé. Bật nguồn này. Đó. Bật nguồn này, nó lại lên về lên mức cao luôn nhá. Đó. Rồi. Nhận từ rồi, đang đun rồi. Đấy, em phải test cẩn thận nghe chứ không có. Đó. Ok sủi rồi nhá. Đó. Đấy. Ok lớp sủi sùng sục lên này. Phun khói ấm ấm. Mặc dù quạt nhà em đang chạy rầm rầm. Ok. Tắt nguồn. Đó. Đúng là đúng chất Toshiba. Đỉnh cao luôn. Toshiba mã 20DE. 20DE. Công suất 1300W. Đó. Điện 100V. Con này cũng 590.000. Năm trăm rưỡi đi. Mã số 5. 550k. Đó. Ok. Trên đây là 5 cái mã nhé. 5 cái mã bếp từ.
Đấy, thì quý vị nào đặt hàng thì alo cho em nhé. Đấy, quý vị nào đặt hàng alo cho em. Số điện thoại của em là 0966 594 581. Địa chỉ là 57 phố Nguyễn Hoàng, phường Mỹ Đình 2, quận Nam Từ Liêm, Hà Nội. Và Zalo của em cũng số đấy nhé quý vị nhé. Vâng, em xin cảm ơn và hẹn gặp lại quý vị vào video clip tiếp theo của em.